Tôi có tiền rồi trời. Sao bây giờ sao? Bây giờ á tôi có tiền rồi trời. Dạ, rồi. Tôi đâu tôi nói hết không? Bây giờ có không? Sao? Chị? Ừ chứ nó phải. Bây giờ sao? Tôi dẫn anh em đi sắm người 5 phân 1 tỷ. Ôi trời. Anh em tôi nghèo khổ, anh em cũng mang tôi giờ tôi có tiền rồi. U là trời các bạn ơi. Mọi thứ đều theo kế hoạch chứ mà bạn, nhưng mà hơi đi hơi đi sao quá nha bạn. Ông lùn không biết ông dẫn mấy ông đi mua vàng thiệt luôn hả trời. U là trời. Đừng mấy ông lấy tiền mình đi mua vàng thiệt luôn nha. U là trời không biết trong đang làm cái trò gì nữa mà để coi một hồi ông ra ngoài tụi vàng ông làm gì nha bạn. Mình chạy theo ông luôn nha bạn. Chứ không biết ông đi ông đang làm cái trò gì nữa. Để mình đi theo mấy ông luôn coi. Hiện tại anh em mình đang có mặt tại tiệm vàng bạn. Hiền luôn nó vô mánh, nó dẫn anh em mình đi mua vàng. Nếu như mà mình không chịu á thì phụ lòng với bạn. Nhưng mà mới qua Tết nữa nói chung đây là cái lọc nha. Bởi vậy anh em mình sẽ lừa cho bạn. Chị giữ được không? Không, cái gì đó là 250 cho anh. Bao nhiêu chị 250 được không? Được 250. Ông kèo giá vậy mà. Đúng vàng đúng không? Không, người ta tặng tôi bao rồi, người tặng cũng thấy có trách nhiệm của người tặng. Nó cho một chỉ à. Bây giờ lên chỉ 2 cái đồng nữa. Lỡ thôi. Rồi. Rồi, ok, chị được luôn. Không anh nữa nha. Lỡ chị chữ sao? Không, không đi luôn. Rồi, keo quá trời. Rồi, để mua rồi. Chạy. Nhiều keo. Thôi mời tất cả các bạn cùng vô trống mua về anh em nha. Mua lòng tặng với bạn. Thôi, bởi vậy đã. Mua lòng hả? Mua lòng, mua lòng. Mua lòng rồi. Thôi, vô đây anh em mình sẽ lựa về nha. Nói chung là từ đó giờ mình cũng không có đeo vàng, hôm nay mình đeo thử. Đó là đó nha, đẹp lắm á. Hồi nãy em nói là sai rồi. Thử đi. Lấy ra thử cái ơi. Không chơi nữa, bạn dẫn đi à. Bạn đi sắm vàng chi. Ủa sao tôi chuyện không đậu thôi thôi. Dạ. Ủa vừa không sao? Vừa, đeo con này nó vừa có kia hơi lỏng chút nha. Ủa vậy không có này. Có cái nào đầu tiên đeo vàng hết thèm. Lần đầu tiên đeo vàng nhìn đẹp ghê. Đeo sao? Có thể nó ngoài sao lúa nữa. Sao đã lúa rồi đeo lên nó còn lúa nữa mà. Lúa rồi đã đen rồi đeo lên vàng đen luôn. Nó kêu mờ thêm được lắm rồi. Nhìn sắp được cái kẹo. Lúc rồi. Nghe điện thoại rồi. Đủ sao chúng anh nghe điện thoại nữa. 3 tiếng rồi. Có chiếc kia mà đeo thêm đó. Không, những chân cái nó bò nên nhắc chứ là nó không có tiền cao, không có giá trị nha. Bạn chiếc kia. Ừ, tôi cũng chiếc đó mà. Thì ông ấy đi xong rồi tôi lửa. Ông nói lục đâu. Lục đâu. Thằng mắc ma đâu mà trời ách đụng. Đúng rồi, không có bên chiếc nữa. Em chiếc nữa chứ. Trời ơi trời. Em phải có nó chứ trời, không có là tới công chuyện à. Nó kèo này cứ cú vô được cái hai. Rồi nè, nghe trời,
Sao sao sao? Cầm túi nó đeo thử đi. Chưa mà đeo nhẫn nam không đeo đâu. Quay pin vô, quay pin. Vừa. Phải chặt còn nổi. Nam nghĩ là vừa. Vừa nhưng mà rút ra nó hơi khó chị. Rút ra vậy. Ủa là trời mấy từ đó giờ không biết đeo nhẫn hay không, cũng ra khó nữa. Ủa thử, mấy cái áo này ép đủ với cái tiền không nổi. Đứng tiểu cố. Mở đi đâu trời. Ủa rồi đâu? Mày chất quốc không tiền đẩy. Thôi nghe điện thoại gì vậy. Nhưng cứ nó đẩy đẩy nó không. Nó mua tặng tụi con. Diệu cố. Bữa nay đi hỏi đâu? Hôm nay nghe điện thoại rồi. Nó đâu đem giá tiền mẹ Diệu cố. Tiền đi đâu? Tiền không tới. Tiền không tới ca đủ không về. Tiền không tới rồi. Tiền không tới rồi. Tiền không tới. Để chú Hải nó kiếm đi. Chết bại rồi bạn, không lùn đi mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Ông lùn chó mất tiêu luôn rồi. U là trời. Ông lùn con chó mất tiêu luôn rồi. Cái này vô xì cho mấy ông hay luôn các bạn ơi. Chết giờ sao rồi. Vô để mình vô mình xì cho mấy hay luôn nha bạn. Gì? Ông đứng ngoài kìa. Ông đứng ngoài á. Chứ lâu đâu vô. Ông vô rồi. Ông nói là cho nó chứ đâu là có cái tên tiền mua dạng. Ông nói là cho nó chứ đâu là có cái tên tiền mua dạng. Ông nói là cho nó chứ đâu là có cái tên tiền mua dạng. Ngày hôm 7 tuổi chưa gặp được trường hợp. Ông nói là cho nó chứ đâu là có tên tiền mua dạng. Tại ông nói tiền có tiền có mà tiền mượn nó có tiền không mua chạy. Người trời tiền ta ca. Tôi lo ông vô cái ông kéo tay rồi. Tôi có biết đâu. Tôi là gì biết. Trời ơi trời, tôi lôi ông vô cái ông chạy mất tiêu luôn rồi. U là trời. Ông là phải con ơi. Ông là phải con lùng chạy mất tiêu rồi. Còn lao, tôi hợp tác đâu. Tôi chỉ lấy vàng của mẹ tôi cho ông mượn cho ông được đeo. Đeo sạch vàng của mẹ tôi thì không mượn đeo không dạ. Ừ. Đó. Đó. Bà con nói gì rồi không biết quê thì con nhé. Ông Sạm, đi mua vàng đi ông Sạm. Đi mua vàng đi. Đi mua vàng tặng tôi đi. Nhưng mà coi chắc nó không cho thiệt đâu coi. Nhưng mà ông không cho thiệt đâu. Trời ơi dễ gì. Chạy ở nhà con chưa đã ta tìm vàng cho nó đẹp ghê. Thôi đi vô. Đi ra ngoài người ta hỏi ta đừng biết luôn bây giờ. Cái gì hả bạn? Dạ. Con phải ra ông xe đấy nè. Đi thôi.
Tôi đi vô ngoài. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Ủa là trời, nó quê. Ê đi vô mua vàng không nội. Ê, động lực nào ông giác cái mặt chạy không, vô chỗ mua thiếu hả? Đi vô mua vàng kìa. Mua nói, mua gì trời. Ê không sao, lấy tiền cho cháu mua vàng là không sao. Chị năm mới em cho nữa cha. Mày về ăn Tết tao mừng thấy mẹ đậu phộng mới lên ngày đầu tiên cho nữa trời ơi. Đi cháu mua vàng đi. Bây giờ không có cái mặt nào mà chát ở đẳng vậy. Cho nữa trời. Ông lụng cho nó bỏ cho tôi cho đâu. Ông lụng hỏi tôi có vàng không mượn. Đi đẳng chúc Tết con cái đi. Chúc coi đó đậu không cái đẳng được có mang nhục ra đậu dám. Thầy ông hỏi giờ đừng quay đó đậu. Phải quay cho nó che đâu phải nữa. Tâm điểm là ông mà tôi quay cái bảo mới được. Đây là che là tôi quá đậu. Đi làm gì? Dắt xe về đi ông nội. Để dựng trước cửa tiệm ta. Để ta còn đây. Đi vòng đem bán ra ông lấy tiền đi mua vàng. Xe nó bán được à. Mà chơi tao mà làm trò cười thiên hạ vui không? Tôi đâu có chơi, ông lũng chơi một. Mày nhớ nha, thằng Hồng đậu hồng á, tao xuống sát mày đó, tao chưa tao nghe nha. À, chạy xe luôn về đi ông nội. Chứ để xe đó họ tanh dục luôn ông nội. Chạy xe luôn đi. Đi bọn dắt cái xe về đi ông nội. Đi dắt cái xe vô đi. Ta nhìn kìa. Đi dắt xe về đi ông nội. Mấy trăm ngàn vậy tao mua chứ chẳng có đủ. Mấy trăm ngàn không mua được, mua được cái gì? Trời tôi lại ở trong nhà cho chưa đã mà thấy mà đường cho chết thèm. Rồi lùng đâu chạy mất tiêu rồi. Má nó nghi nghi lắm mà đậu phộng á. Mấy giống quần lấy vàng má mà đưa đó chứ hả? Vàng của mẹ tôi đưa cho ông được. Sáng ông gọi tôi, ông gọi tôi. Ông gọi tôi cũng kêu mày có vàng mày mày hỏi mẹ mày có vàng không tao mượn. Ủa sao họ bá bá lúc cùng lòng mày tao biết. Ủa tiền. Tiền của mẹ tôi. Tiền đâu? Tiền của mẹ tôi lấy tôi mua luôn. Không có trời. Lên có lọc cái vàng hay đi. Đi 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 đi. Thôi mấy bạn, mấy ông quê cứ mặt cái chơi ngoài. Trời ơi trời. Ê mà không nhậu luôn hay thiệt. Nghĩ ra cái kế này hay thiệt luôn. Chắc bây giờ mình tắt máy nha bạn, mình vô mình lấy xe mình cũng quê thấy mẹ luôn. Tự nhiên ông lụng gắn ra tiệm vàng thiệt luôn trời. Thôi mình tắt máy nha bạn, bye bye ra nha. Mà đầu năm đầu tháng rồi mày ăn lùng nó chơi một cái với quẹp phim nó chơi mình một vốn hàng chơi giờ mình cũng đậu quần của nhà bạn quá trời quê mượn luôn ghé luôn trời ơi không á. Bây giờ mình sẽ điện liền cho lùng rằng thử coi nó đang ở đâu nha, đậu phộng nó phải kêu nó hợp tác với mình chơi ngược lại quẹp phim một vốn mình mới vừa bụng nha bạn.